Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cố định hàng và cột trong Excel để chúng ta có thể tiện theo dõi và xử lý dữ liệu. Ở đây tôi có một bảng theo dõi hàng hóa tháng 4 năm 2017. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cố định hàng và cột trong Excel. Giả sử ở đây tôi muốn cố định hàng chứa các tiêu đề như là số thứ tự, ngày nhập, mã số, tên hàng hóa, đơn vị, số lượng, đơn giá và thành tiền. Khi chúng ta răng chuột xuống thì các dòng tiêu đề này nó vẫn không thay đổi và nó cố định lại. Thì trong Excel thì làm sao đây? Đầu tiên, nếu mà các bạn muốn cố định đó, thì các bạn sẽ chọn vào cái hàng dưới, tức là nằm dưới ở cái hàng tiêu đề đó, các bạn chọn vào. Tức khi bạn chọn ở vùng 6 này thì năm hàng đầu tiên nó sẽ bị cố định lại. Bây giờ tôi sẽ tiến hành làm cho các bạn quan sát đó. Các bạn chọn vào ở hàng 6, sau đó các bạn vô View, các bạn bấm vào Freezer Panel, các bạn tích vào Freezer Panel đó. Mỗi lần các bạn tích vào, khi tôi kéo xuống thì các bạn thấy hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 nó đã cố định lại, chỉ có các hàng dưới nó bị thay đổi đó. Khi bạn rê chuột xuống nó là thay đổi đó, cố định 5 hàng đầu tiên. Muốn hủy cố định hàng á thì các bạn vô chỗ View, sau đó các bạn bấm Freezer Panel, rồi các bạn bấm ấn Freezer Panel thì lập tức nó bị hủy. Lúc này kéo xuống hàng của chúng ta nó không cố định nữa. Đó là cách cố định hàng trong Excel. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cố định cột trong Excel. Giả sử như ở đây có các cột như số thứ tự, ngày nhập, mã số. Tôi muốn cố định cái cột số thứ tự thì tôi sẽ bấm bên cạnh là cột ngày nhập. Đó, tôi lại vô View, tôi chọn Freezer Panel. Đó, tôi bấm vào Freezer Panel thì lúc này cột số thứ tự nó đã bị cố định lại. Mỗi lần tôi kéo chuột qua này, tôi kéo thanh chuột qua thì các bạn thấy các cột khác thay đổi nhưng mà cột số thứ tự nó lại không thay đổi, nó đã bị cố định. Muốn hủy đi thì các bạn, chúng ta bấm vào View, chọn vào Freezer Panel và ấn Freezer Panel đi. Thì lúc này cột khi chúng ta kéo đi nó sẽ đi hết, nên không có cố định cột nào hết. Ngoài ra các bạn còn quan sát chỗ này, Freezer Panel có Freezer Top Row. Khi bạn kích vào á thì tức là các hàng ở dòng đầu tiên á nó sẽ bị cố định lại. Còn Freezer First Column, tức là chúng ta tích vào đây thì cột đầu tiên của nó sẽ bị cố định lại. Bây giờ tôi sẽ tích cho các bạn quan sát Freezer Panel của Top Row, tích vào thì tức là ở hàng đầu tiên này nó sẽ cố định lại. Bây giờ tôi kéo thanh trực cho các bạn quan sát. Đó, thì chỉ có hàng đầu tiên nó cố định lại thôi, còn các hàng khác vẫn thay đổi. Rồi bây giờ tôi sẽ ấn đi và tôi sẽ tích vào Freezer First Column. Các bạn tích vào thì cột đầu tiên là số thứ tự nó sẽ cố định lại. Và một lưu ý cho các bạn, nếu mà chúng ta muốn cố định hàng và cột, ví dụ như là chúng ta muốn cố định ở từ hàng 1, hàng 2, hàng 3 thì chúng ta sẽ bấm vào hàng 4 thì nó sẽ cố định 3 hàng trên. Còn nếu mà các bạn muốn cố định các hàng như là 1, 2, 3, 4, 4, 5 thì chúng ta sẽ tích ở hàng thứ 6. Khi chúng ta sẽ chọn vào Freezer Panel thì nó cố định. Tương tự cột cũng vậy. Ví dụ như tôi muốn cố định chỗ số thứ tự và ngày nhập thì tôi sẽ bấm vào mã số và tôi sẽ vô View, chọn Freezer Panel. Ở đây tôi sẽ ấn đi lại, tôi sẽ chọn sau. Đó, tôi chọn vào Freezer Panel. Đó, lúc này tôi kéo đi thì nó đã cố định hai cột. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cố định hàng và cột trong Excel. Giả sử như tôi muốn cố định dòng tiêu đề là chứa các như là số thứ tự, ngày nhập, mã số và hai cột, đó là cột số thứ tự và ngày nhập. Tôi sẽ tích dưới ở hàng số 7, tức là nó vừa bao gồm cả cột, cả hàng. Khi bạn chọn vào, sau đó các bạn vô Freezer Panel. Ở đây tôi ăn đã xong, tôi sẽ chọn vào Freezer Panel. Đó, thì lúc này các bạn kéo xuống thì nó đã cố định hàng. Khi các bạn kéo ngang qua thì nó đã cố định cột. Mỗi lần bấm như vậy các bạn cứ chọn ở dưới cho tôi. Đó, ví dụ như chọn dưới đây thì tất cả các hàng trên nó bị cố định, còn tôi chọn bên đây thì những cột nằm bên trái nó sẽ bị cố định. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho bạn cách cố định hàng và cột trong Excel. Các bạn ơi, sau khi xem video mà thấy hữu ích á, thì các bạn hãy bấm vào đăng ký kênh giúp mình, hoặc các bạn cũng có thể vào trực tiếp một video nào đó, các bạn bấm vào đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn.